Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên trục đường Phan X, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều ngày nay Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà phố hiện đại với diện tích ngang 4,5 m, độ dài là 13 m và thiết kế là 1 trệt 3 lầu. Hướng nhà mình là hướng bắc ghé tây một chút xíu thôi, phù hợp với kinh nghiệm chúng ta thuộc phong thủy là đông và tây tứ trạch luôn. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà phố hiện đại được thiết kế là 1 trệt 3 lầu và tặng kèm full nội thất bên trong. Với diện tích ngang 4,5 m rất đẹp và cực kỳ sang trọng, và khi chúng ta mua căn nhà này sẽ được gia chủ tặng lại hết toàn bộ nội thất bên trong. Vị trí căn nhà thì nằm ở vị trí rất đẹp, hẻm một sẹt đường thông, và khu này đường rất là rộng rãi nha mọi người. Chúng ta để ý mặt tiền này. Và đây là con đường trước nhà mình, một con đường một sẹt cách mặt tiền đường chính đường lớn của chúng ta khoảng chừng 50 m thôi. Đường trước nhà là đường 6 m đường nhựa nha mọi người. Đường này hai xe hơi xe tải chính nhau thoải mái luôn, rất là rộng rãi để cho xe cộ di chuyển và vào nhà. Và đây là mặt ngược lại ở con đường này, chúng ta để ý thế này. Xe hơi đậu chỉ hết 1/3 đường thôi. Đây là chiếc xe hơi 7 chỗ nha. Chúng ta đậu chỉ hết 1/3 có con đường nhà mình thôi. Con đường rất là rộng rãi luôn. Thì quý anh chị quan tâm hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà ngang 4,5 m, độ dài 13 m này nha mọi người. Thì đây chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt phía ngoài. Và sát với lớp cổng sắt chúng ta có một lớp cửa màu trắng nữa, lớp cửa sắt đúc màu trắng. Bên trong ta có khoảng sân đậu xe máy này. Khoảng sân này thì gia chủ ốp gạch giả gỗ nha mọi người. Và nhà chúng ta được thiết kế là 1 trệt 3 lầu, được gia chủ tặng kèm full nội thất bên trong như là sofa, bàn ăn, giường ngủ, máy lạnh và rất là nhiều nội thất trang trí khác nhau. Sẽ được anh chủ nhà anh tặng lại hết khi chúng ta mua. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá chỉ hơn 6 tỷ thôi. Chúng ta còn thương lượng với anh chủ nhà nữa. Thì quý anh chị quan tâm có thể alo đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha mọi người. Đây là căn nhà được sử dụng và ốp rất là nhiều gỗ trên tường cũng như là kết hợp với nhựa giá gỗ, tạo lên một căn nhà màu sắc phải nói là cực kỳ đẹp và rất là hiện đại. Đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến quý anh chị mình trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình, cũng như trên hệ thống fanpage Facebook Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình, và trên hệ thống website nhà đất Huy Hùng.com. Thì quý anh chị cũng như những vị khách hàng quan tâm đến căn nhà này hãy alo ngay đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem. Khi chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng, chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan, được giảm ngay từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Và tất cả những căn nhà bên Hùng chào bán đều là những căn nhà chính chủ, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng. Khi chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng thì chúng ta sẽ được gặp ngay chủ nhà để chúng ta thương lượng. Thì quý anh chị quan tâm thì nhớ alo bên mình nha. Ở đây chúng ta thấy gia chủ có tặng mình một cái bộ sofa để ngay khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt này. Bộ sofa rất đẹp và trên tường thì chúng ta ốp nhựa giá gỗ. Phía bên này chúng ta ốp gỗ này, có khu vực tủ kệ tivi, đồng hồ treo tường, quạt gió. Và trên này thì trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Căn nhà màu sắc phải nói là rất tuyệt vời. Di chuyển vào phía trong thì chúng ta thấy ở khu vực cầu thang thì gia chủ có làm một cái khu vực kệ gỗ để chúng ta trưng bày những cái đồ lưu niệm và che cầu thang nhà mình lại. Di chuyển xịt vào phía trong nữa, chúng ta sẽ tới với khu vực cầu thang với trụ gỗ được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương này. Và bên này cầu thang là khu vực tủ rượu với tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi, chúng ta trưng bày những chai rượu quý và những món quà lưu niệm của gia đình mình. Phía sau nhà mình thì chúng ta sẽ tới với khu vực không gian phòng bếp. Và nhà mình là một căn hai mặt tiền hẻm trước sau nha mọi người, chúng ta có cửa trước và cửa hậu phía sau. Khu vực phòng bếp phía sau thì gia chủ tặng mình một bộ bàn ăn 4 ghế này. À, 6 ghế nha mọi người, được làm bằng chất liệu của căm xe. Trên tường là chúng ta ốp nhựa giá gỗ và có ốp gỗ, cũng như là khu vực bên đây thì chúng ta có tủ kệ bếp. Tủ kệ bếp thì gia chủ làm rất là rộng. Phía dưới thì chúng ta có tủ gỗ sồi, phía trên thì chúng ta có cái tủ rất là dài và cao. Và mặt bếp thì chúng ta sử dụng đá hoa cương. Có khu vực bếp âm được gia chủ tặng luôn và bồn rửa chén bát. Phía sau nhà mình chúng ta có khoảng sân phía sau và có cửa hậu phía sau. Đây là khoảng sân phía sau nhà mình. Đây là cửa hậu nha, cửa hậu phía sau. Hẻm sau cũng là hẻm 6 m nha mọi người. Và ở đây sân đây thì gia chủ trồng rất là nhiều lan và có cửa ra phía sau như thế này. Thì căn nhà này là một căn nhà hai mặt tiền hẻm đây mọi người ơi. Rất là thoáng mát và khi chúng ta ở thì sẽ có hai ban công trước sau để gió ùa vào, rất là mát mẻ. Và nhà thì xây mới, thiết kế hiện đại, sang trọng. Và phía dưới cầu thang gia chủ có làm một cái cầu vệ sinh ở đây, chúng ta sử dụng chung với dưới tầng trệt này. Đó, đây là vệ sinh phía dưới cầu thang. Và Hùng sẽ quay từ phía sau ra khu vực không gian phía ngoài phòng khách. Hai mặt tiền hẻm đều là hẻm 6 m, hẻm nhựa nha mọi người, thông thoáng. Xe hơi xe tải ra vào tránh nhau thoải mái luôn. Chúng ta di chuyển xe cộ vào nhà thì phải nói là rất là dễ dàng.
Rồi di chuyển lên trên lầu thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ nha, và 4 phòng ngủ nhà mình sẽ được gia chủ tặng kèm full nội thất luôn khi mua. Và giá anh chủ nhà đang chào bán là 6 tỷ 600 triệu đồng. Và quý anh chị quan tâm hãy gọi cho bên Hùng để chúng ta sở hữu căn nhà với giá bán cực kỳ tốt và giá bán hấp dẫn nhất khu vực luôn. Đây là khu vực phòng ngủ số 1, chúng ta có giường ngủ này, tủ áo. Đây có tủ áo nha mọi người. Và ngoài đây là ban công của sân thượng phía sau. Mình có hai ban công trước sau luôn nha. Đây, ban công phía sau này, lầu nào cũng có nha mọi người. Nhà mình là nhà hai mặt tiền hẻm mà. Hai mặt tiền hẻm, hai ban công, hai mặt tiền luôn. Đường phía sau này, đường phía sau cũng là đường 6m nha mọi người, một sẹt. Đều là đường 6m một sẹt hết. Chúng ta di chuyển xe hơi xe máy vào nhà rất là thoải mái và dễ dàng. Đây là phòng ngủ số 1 rồi. Có tủ áo này, vệ sinh trong. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1 với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và bồn cầu. Và với giá bán hơn 6 tỷ như thế này, chúng ta còn được thương lượng với anh chủ nhà nữa. Thì đây là một căn hai mặt tiền hẻm rất là mát mẻ và có giá bán mềm. Huy Hùng đang chào bán và gửi đến quý anh chị cũng như là đại gia đình mình. Đây là phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước thì rộng hơn phòng ngủ phía sau. Chúng ta có giường ngủ này, tủ đầu giường, bàn trang điểm, khu vực tủ kệ trang trí, cửa sổ ra ban công và cửa ra ban công thì trồng cây xanh. Phòng này thì chúng ta ốp giả gỗ, ốp nhựa giả gỗ, trên thì chúng ta có đèn chiếu sáng và tủ áo. Bên này thì có tủ kệ tivi, đây là tủ kệ tivi này mọi người, máy lạnh. Tất cả các phòng ngủ thì gia chủ tặng mình full có máy lạnh bên trong hết luôn nha, phòng nào cũng có. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Chúng ta có bồn rửa mặt này, bồn cầu này, rồi bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, có đầy đủ hết luôn. Rất đẹp nha mọi người. Rồi Hùng sẽ di chuyển lên trên lầu 2 để chúng ta tham quan phòng ngủ số 3 và số 4. Quý anh chị đang xem video căn nhà trực tiếp, căn nhà bán ngang 4,5 m, độ dài 13, nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà hai mặt tiền hẻm trước sau, hai mặt tiền hẻm đều có ban công và không gian thoáng mát. Đây là ban công của mặt sau này. Phòng này chúng ta có giường ngủ dành cho giường 1, vệ sinh trong và có tủ áo luôn. Phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 4. Đây thì chúng ta cũng có giường. Giường ngủ đây mọi người nha. Tủ áo. Máy lạnh. Ban công cây xanh phía trước. Và với giá bán anh chủ nhà đang chào bán hơn 6 tỷ như thế này, chúng ta sở hữu ngay được một căn nhà hai mặt tiền hẻm trước sau, hai mặt tiền hẻm đều là hẻm 6m, cực thoáng cho đại gia đình mình vừa ở vừa cho thuê vừa là văn phòng công ty, thì rất là tuyệt vời cho đại gia đình mình. Quý anh chị cũng như những vị khách hàng quan tâm hãy bốc máy và alo ngay đến bên Hùng, chúng ta sở hữu ngay một sản phẩm nhà đẹp giá mềm đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến quý anh chị mình trên hệ thống kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà ở Vấp và Tân Bình cũng như là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị xem video thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Và đây chúng ta có 5 phòng ngủ luôn chứ không phải 4 phòng nha mọi người. Đây chúng ta có một phòng nữa này. Nhà mình có tới 5 phòng ngủ nha mọi người. Đây là phòng ngủ số 5, có giường ngủ và có vệ sinh luôn. Đây là vệ sinh của phòng ngủ số 5. Và ngoài này chúng ta có cửa và cửa khu vực phòng giặt và sân phơi phía đây. Đây ngoài kia chúng ta để máy giặt và phơi đồ ở đây luôn nha mọi người. Gia chủ rào chắn rất là kỹ, có cầu thang leo lên trên luôn này. Và chúng ta có sử dụng phòng này làm phòng phơi đồ cũng được, để đồ nếu mà gia đình mình không sử dụng hết phòng. Và trên đây là phòng thờ. Đây là phòng thờ nha mọi người. Phòng thờ của nhà mình này.
Oh, phòng thờ có bàn thờ luôn. Rất tuyệt vời. Và ngoài đây là sân thượng phía trước. Sân thượng phía trước của nhà mình đây. Đây chú trồng cây xanh và làm rất đẹp. Khu nhà mình toàn là khu nhà lầu thôi. Đây toàn nhà lầu hết nha mọi người. Đường trước nhà rất là rộng rãi và thoáng mát để cho quý anh chị mình mua ở, mua làm văn phòng công ty, hai mặt tiền hẻm. Và giá bán hơn 6 tỷ, còn thương lượng thì quý anh chị quan tâm hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Về nhà đất thì Hùng xin chào và hẹn lại quý anh chị ta ở những video tiếp theo.